Xin chào bạn, trong chương trình ngày hôm nay của Auto Daily thì xin mời các bạn cùng Lê Hùng hãy đi tìm hiểu những cái điều mới mẻ, những điều thú vị trên mẫu Range Rover Sport 2018. Và điều đặc biệt, đây là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam nha. Đấy, bây giờ thì chúng ta hãy xem Range Rover hay Land Rover, Range Rover thì rất nổi tiếng với những cái từ như là với những cái đặc điểm như là ông hoàng off-road rồi là những cái trang bị xa xỉ. Nhưng dòng Range Rover Sport này rất đặc biệt bởi vì nó có thể đua được. Và nếu mà tôi nhớ không nhầm thì cái bản SVR á, và bản siêu khủng, bản Sport cực kỳ khủng khiếp của Range Rover Sport, nó xếp số 1 trong cái đường đua Nürburgring, và số 1. Và nếu như các bạn đã theo dõi trên mạng chia sẻ rất nhiều cái video Range Rover Sport chinh phục cổng trời ở bên Trung Quốc như thế nào thì các bạn đã hiểu cái hiệu năng của nó, cái công suất của nó và cái đặc tính thể thao của nó mạnh như thế nào. Nhưng thiết kế phần đầu xe, đèn pha LED, đây phần trên này các bạn có thể quan sát này, nó không khác quá nhiều so với các mẫu Range Rover mà chúng tôi đã giới thiệu trước đây. Nhưng ở dưới, phần cản dưới hốc hút gió, hai bên cản dưới đấy được sơn màu đen, sự tương phản rất là mạnh mẽ và nói chung là nhìn để cho nó đẹp hơn, khỏe khoắn hơn. Đấy. Giờ thì bây giờ mình sẽ mở cái nắp capo lên để các bạn có thể thấy được cái động cơ Supercharged 3.0. Và phiên bản này có 3.0. Dòng Sport này nhiều động cơ lắm, 2.0, 3.0, rồi 5.0, loại nào cũng có. Đấy, động cơ Supercharged này 380 ngựa, nhìn kín bưng này. Nắp capo mặc dù rất to nhá, không hề nhỏ đâu, nhưng rất là nhẹ. Vâng, điều đặc biệt trên các cái dòng Range Rover này là sử dụng cái thân bằng nhôm, và họ tán bằng đinh chứ không dùng công nghệ hàn. Máy êm do luôn, kín bưng êm do. Đấy, anh camera có thể tiến sát lại đây để xem cái bộ vành 21 inch rất là đẹp. Và lốp là lốp Pirelli. Đấy. Và ngay phía sau, phía bên trong này là hệ thống treo khí nén. Mà hệ thống treo khí nén này nhá, theo Range Rover nói á, là quảng bá ấy, mà mình hay gọi là chém gió ấy, là nó có tốc độ xử lý là 1.000 lần trên một giây, liên tục điều chỉnh, xử lý và điều chỉnh ở trên tất cả các dòng Range Rover. Các bạn quan sát bên thân sẽ thấy được là nó có những cái điểm rất là chung. Thứ nhất là cái mái vòm nó luôn dốc về phía sau và phần đầu luôn vươn về phía trước. Hình ảnh này khiến chúng ta luôn nghĩ đến là những chiếc du thuyền các bạn, du thuyền lướt trên biển. Rồi, bây giờ quay trở lại với những cái điểm thiết kế này. Những cái mảng ốp màu đen này, gương cũng sơn màu đen này, giải LED chạy bên này này, ốp thân dưới này, ốp cản dưới này cũng màu đen, tương phản rất là rõ rệt. Thực ra thiết kế của Range Rover Sport thì quá mạch lạc rồi. Nhìn bên hông này nó có rất nhiều nét giống với cái Range Rover mà Autobello mà chúng tôi đã giới thiệu. Đấy, phần nóc màu đen, những tấm kính. Vâng, ốp đây cũng là sơn đen luôn chứ không phải là chrome sáng bóng. Nó có một cái chất gì đó rất là riêng, rất là sport. Đèn phía sau này thì cũng khá là đẹp. Và phần đuôi xe các bạn có thể thấy này, phần ốp bên dưới vẫn là màu đen nhé, cảm biến gắn này khắp nơi. Và toàn bộ phần cản dưới là sơn màu đen, ốp màu xám. Thực sự cái độ tương phản nó tạo lên cái sự khỏe khoắn. Tôi là sport mà. Và hãy nhìn phía bên dưới thưa các bạn, hãy nhìn phía bên dưới. Ống bô cũng vậy, rất to, ốp ống bô đây cũng to. Giờ thì mình sẽ mở cốp này. Cái này thì có đá cốp. Đấy. Mà thôi mình mở bằng tay, đá miễn là mở là được, không có vấn đề gì cả. Đấy. Đây, cốp sau thì không có quá nhiều đặc biệt, nhưng mà thứ mà mình thích ấy, chính là cái nâng hạ gập này. Mình sẽ ngồi đây mình nâng lên cho các bạn thấy là cái độ cao của nó đâu đó khoảng điều chỉnh được khoảng 6,5 cm. Đấy, các bạn thấy này, nó nhấc người mình lên luôn này. Nó nhấc mình lên này. Đấy, sau khi nâng hết nhá, nâng hết này, không chạm chân luôn. Chân quá dài luôn, như được nối dài chân. Bây giờ hạ xuống nhá, hạ xuống này thấy hạ xuống sấp.
Đấy, mình chân ngắn mà được thay đổi được cái chiều cao chân mỗi khi lên hình thì phải nói là tuyệt vời. Điều đấy là rất tuyệt vời. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy vào bên trong khoang xe nhé. Vào bên trong khoang xe để xem mẫu xe này có cái gì đặc biệt, có gì khác, có gì hay ho mà nó lại đắt đến như vậy. Gần 7 tỷ thưa các bạn. Xin thưa các bạn là gần 7 tỷ. Smart Key thì trên cái dòng xe này thì đương nhiên rồi. Hay là cửa hit cũng vậy, đương nhiên rồi. Êm do. Chất lượng của những mẫu xe đắt tiền là nó nằm ở cái độ hoàn thiện và cái vật liệu. Cửa mở rất là rộng. Rồi, bây giờ mình sẽ làm ông chủ. Rồi, thiết kế tổng thể thì nó rất đặc trưng của Range Rover. Vô lăng này. Vô lăng thì nó khá giống Vela. Cửa gió điều hòa lại giống Evoque. Có vẻ như là sự kết hợp rất nhiều điều tinh túy của các dòng xe khác của Range Rover. Vô lăng thì cũng có cái nối Bluetooth, thì cái này quá là cơ bản rồi. Sưởi vô lăng này, trời lạnh như mấy hôm vừa rồi mà dùng sưởi này thì thích. Giới hạn tốc độ, cảnh báo chạy làn hiển thị trên kính lái có hết. Màn hình này khoảng 12,3 inch gì đó. Đẹp. Nói chung 6-7 tỷ rồi đương nhiên rồi. Chất lượng hoàn thiện rồi là vân vân, mọi thứ nó phải rất là đẹp. Đấy. Đẹp, cửa mở đến đâu biết đến đấy. Tất cả thông báo, thông tin đều rất rõ ràng. Nhưng mà trên tất cả những cái ngôn ngữ chiến lý thiết kế mới của Range Rover thì các bạn sẽ thấy là hai cái màn hình gọi là double màn hình lên. Mỗi màn hình nó là khoảng 10 inch. Thì màn hình cái độ phân giải đấy nhá. Mình sẽ thử một cái để các bạn có thể thấy cái độ phân giải này. Đấy, camera nét căng luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10K luôn. Đấy, 360. Mình có thể dùng đây để mình. Trên này thì chúng ta có thể dùng rất nhiều tính năng mà mình cũng đã có dịp giới thiệu trên các cái dòng xe như là Range Rover Autobio rồi. Ví dụ như là mình có thể tùy chọn các cái camera 360 với các góc chiếu khác nhau đây, bên trái, phải, trước, vân vân. Đó. Thì rất là cơ bản. Nhưng có lẽ là trên cái dòng này nó rất hay ở cái. Nhưng có lẽ trên tất cả những cái dòng Range Rover bạn sẽ thấy được là nó hỗ trợ các bạn khi mà chạy các đường địa hình nó rất là hay nhá. Cái đấy mới là cái điểm gọi là cực kỳ đáng tiền trên mẫu xe này. Đấy, mình có thể hỗ trợ này. Rồi, góc chiếu hai bên để quan sát có đá, có cái gì đó không phía trước này. Rồi, hệ thống treo, hệ thống cầu hoạt động, tình trạng hoạt động như thế nào này, vân vân. Đấy. Thông tin về tình trạng off-road, độ nghiêng thân xe bao nhiêu rồi, vân 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 vân, tất cả nó có trong này. Thì bởi vì đây là một mẫu xe có thể nói là nó đặt nặng về cái tính thể thao nhiều hơn, thì ngay từ lúc mình đề máy lên thôi. Đấy, câu chuyện đề máy. Đấy. Bùm, bùm. Thì nó đã là thể thao rồi, nghe tiếng bô cực sướng. Về các tiện ích màn hình dưới cũng vậy, thì mình cũng đã có giới thiệu khá là chi tiết trong các cái video trước. Driver Mode chúng ta có thể chọn ở đây. Eco này. Đấy, các chế độ lái này, đường xoài này. Đường gì đây? Đấy, đường bùn này. Rồi đường cát này, vân vân, các chế độ này thì cũng khá quen thuộc, và các cái màn hình wallpaper, màn hình đấy nó cũng sẽ hiển thị đây. Không có gì khó cả. Chức năng auto tự động ngắt engine cho tiết kiệm nhiên liệu thì cũng chúng ta có thể điều khiển ở đây. Hệ thống điều hòa kiểm soát ngay bên này, không có gì có. Loa con này cực hay nhá. 19 loa, loa Meridian. Bật lên nghe cực phê, phê vô cùng luôn, phối hợp với tiếng bô thì vụ nhất luôn. Và trên những cái mẫu xe của Range Rover các bạn sẽ thấy được là cái chất lượng hoàn thiện của các vật liệu nó rất là tốt, da này, nhôm này, rồi nhựa này, độ hoàn thiện nó rất là cao, và càng đắt tiền thì nó càng cao. Da ghế này cũng vậy. Da ghế này mình nghĩ là da cao cấp thôi, nhưng mà nếu mà xem trên các cái dòng autobiography ấy, thì các bạn sẽ thấy da Nappa rồi phối hợp với cả da lộn rồi vân vân, nó rất là đẹp. Xe địa hình nhé, nó sẽ tựa như thế này. Mình nghĩ với cái da này, cảo cấu, cái da này bền lắm. Lúc nãy mình có xem cái chiếc Lexus thì nó khác nhau. Cùng một lúc mà mình sờ vào hai cái da thì thấy rõ ràng là nó khác nhau rất nhiều. Về các tiện ích thì chúng ta có thể nhấn phần này để sử dụng cái hộc chứa đồ ở trên này. Có đầu đĩa luôn nhá. Có đầu đĩa luôn ở phía trên. Rồi nhấn bên dưới thì lại ra cốp dưới. Thoải mái cho bạn để đồ luôn. Xe thì to. Cửa sổ trời miên man. Toàn cảnh rộng. Quá rộng luôn.
cơ điện các kiểu là mượt mà, xứng đáng là xe tiền tỷ. Và gương thì gương không cần viền luôn, đẹp long lanh luôn. Những chiếc xe tiền tỷ thì phải biết chiều khách hàng như thế chứ, phải phục vụ khách hàng long lanh. Hộc chứa đồ ở đây có khe cắm SIM này, USB này, kết nối HDMI này. Đó, rất là nhiều. Hộc chứa đồ thì cũng khá là rộng. Ui giời, hộc lạnh, sờ mát lạnh luôn. Lạnh lắm. À, lại sờ này ra còn ra nước luôn này. Có lon bia hoặc là có cái gì đấy, đi xe thì chúng ta không uống bia, nhưng mà có những cái gì đấy cần làm lạnh bỏ vào đây cũng rất là tốt. Những cái điều khiển ở trên cửa như thế này này thì các bạn cũng sẽ thấy là chuyển thành cảm biến hết rồi, gương trái, gương phải, vân vân. Thì cái này mình cũng đã giới thiệu rất nhiều trong các chương trình trước rồi, rất là đẹp. Nhưng có lẽ là cái điều đặc biệt trên cái Range Rover Sport này ấy, là bạn sẽ thấy được là cái cần số. Đây ạ, nó sẽ không phải là cái núm xoay nữa. Bởi vì với một mẫu xe mà lại chạy trường đua này, lại off-road này, những cái trang bị gọi là đắt tiền xa xỉ này, nhưng lại có thể đua được thì cần số nó phải như thế này. Chứ xoay xoay kia thì nó bỏ xa rồi, những xe đua khác nó bỏ xa rồi. Nó phải như thế này, đá như thế này này. Đấy, giờ sang đây đấy, cực nhanh luôn. Nó phải cái đá, chó thì nó mới hay. Nhưng mà đá gì thì đá, sport xe này lại không có cái lẫy chuyển số đá sau vô lăng. Đây là một điều đáng tiếc nhá. Mình nghĩ là phải bổ sung ngay. Mình chưa xem kỹ về cái bản SVR nó có hay không. Có hay không anh tới? Có. Đó, SVR mới có, tóm lại là phải có tiền mới có. Rồi bây giờ mình sẽ ra hàng ghế sau xem nó có gì. À, trước khi đi thì quên chia sẻ là những cái này cái tính năng rất là cơ bản. Chúng ta lùi phát là gương nó cũng tự cụp xuống, gương bên kia là cụp xuống. Những cái tính năng đấy thì có lẽ không phải giới thiệu quá nhiều nữa rồi. Được chưa? Chật đấy. Nói chung là dù không sang chảnh bằng Autobio hay là SV, nhưng mà ngồi Land Rover là mình nghĩ là tôi là sang trọng rồi. Tôi là đẳng cấp. Tôi là gì nữa nhỉ? Tôi là người biết chơi xe. Bởi vì nếu đã chơi xe rồi, chắc chắn là các bạn sẽ, ngoài Rolls Royce, ngoài Bentley, bạn luôn có một chiếc Land Rover. Còn Land Rover gì, đấy là sở thích của bạn. Ví dụ bác Thẳng chẳng hạn, bác có hai con Rolls Royce. Cụ năm nay cũng rất nhiều tuổi, hút thuốc lào song song như thế này, nhưng vẫn có autobiography nhá. Tuyệt vời đấy, mình thấy rồi, đẹp lắm. Bệ tỉ tay này. Thì ra trên những cái mẫu xe như thế này, đương nhiên rồi, 7 tỷ có mức ra của 7 tỷ, 10 tỷ có mức ra của 10 tỷ, và tiện ích cũng vậy. Đó. Nhưng mà chắc chắn ra này, nói nhắc lại luôn, bền lắm, sờ cào cấu thoải mái luôn, miễn đừng có rạch thôi. Ngồi thì đấy, cũng không có quá nhiều tiện ích, hệ thống điều hòa, các cái đầu sạc, cổng sạc không có quá nhiều. Bởi vì đơn giản mẫu xe này là có lẽ là dành cho nhiều người lái hơn. Cửa gió thì đương nhiên rồi, mẫu xe nhiều tỷ mà lại không có cửa gió hàng ghế sau này thì có mà chết. Hơn nữa là cái platform của xe khá là to, da rẻ. Và rất là hay, mẫu xe này là hệ thống dẫn động hai cầu nổi tiếng luôn. Điều đặc biệt trên những chiếc xe, Range Rover ấy, hoặc là cái thương hiệu Land Rover ấy, thì các bạn sẽ thấy được là cái công nghệ về thân xe, công nghệ về động cơ và công nghệ về thân vỏ nó rất là tuyệt vời. Ví dụ thân vỏ nhôm hoàn toàn, nó giảm trọng lượng xe tới, những cái xe này nó so với đời trước đâu giảm khoảng 360 kg. Cái thông tin chính xác có lẽ phải nên check lại, nhưng mà nó khoảng đấy đấy. Và sàn nhá, hệ thống dẫn động hai cầu này, sàn phẳng này. Và khi sử dụng cái hệ thống hai cầu của nó đã cực hay rồi, nhưng bây giờ chúng ta hãy bỏ nhẹ nhẹ với xem cái tính sport của cái động cơ này như thế nào. Mời anh camera ngồi lên hàng ghế này. Hôm nay thì Lê Bảo Duy và ekip quay phim của mình có việc đột xuất, và bên mình thì cũng đang tiếp tục tuyển những người biên tập nội dung, cho nên hôm nay các bạn ấy phải đi săn tìm những nữ biên tập nội dung, viết nội dung rất xinh đẹp. Thì hôm nay anh em chịu khó có Johnny tới Nguyễn sẽ làm cameraman. Rồi bây giờ nhẹ nhẹ nhá, xe mới tinh, bản đầu tiên tại Việt Nam, sót có camera. Thực ra xe gầm khá là cao cho nên mình phải cẩn thận. Có camera, bật camera trước lên, nhìn sang phía trước đấy, không có gì đi luôn, rất an toàn. Với những mẫu xe bán tải chẳng hạn, mình ngồi ở vị trí cao á,
thì phải rất cẩn thận, bởi vì nhiều khi có những cái gì đó ở phía trước mình không quan sát được đó. Thì lỡ lại đi lại đè lên là rất là nguy hiểm. Thì với cái camera 360, đặc biệt là cái camera quan sát trước này, thì các bạn sẽ thấy được là nó rất là an toàn. Nói lên kính cho nó. Ui, êm lắm. Đường ở đây thì hơi xấu tí, đây, nhẹ nhẹ thôi nhá, đi qua luôn được, phải lốp đua nhưng mà cũng thử đi nhẹ cả. Treo cái nén êm thật, nhưng mà gầm nó đang hơi cao, mình sẽ hạ nó xuống một chút. Nhẹ, làm một vòng nhẹ thôi. Anh em like và subscribe điên đảo vào hộ mình cái, để mình có tiếp theo. Chắc phải quay lại nhỉ. Ở đây đi là đi xa lắm. Hả? Đấy. Khi lùi phát là cảm biến, rồi là camera nét căng này, 4-5K này, báo tét 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 ngay. Đường xấu quá, thôi tìm đường khác đi. Xe hít nó khác hẳn. Hàng hít anh em ạ. Hàng hít. Lái rồi. Rồi. Đẹp dai. Camera lại quan sát trước này. Chiếu như góc chiếu trước, thoải mái luôn. Rồi đóng, làm nhẹ coi. Ui, ui, phê quá. Rồi. Nói dùng gimbal cầm tay, không gá trực tiếp lên kính. Nên là đồng đưa lần thôi anh em. Hãy vui lòng là comment này, like, share, đặc biệt là subscribe nhiều vào, nhật nhiều vào để mình có thể up lên những cái video nó còn chi tiết, nó còn chạy phũ hơn, phá nhiều hơn nữa. Chứ đi như thế này nó cũng chưa phải đã đâu, gọi là ngửi nó một tí thôi. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những chương trình tiếp theo. Bye bye. Xong rồi. Được chưa?